Một thời, Đức Thế Tôn trú ở Na Lan Đà. Na Lan Đà tức là cái gì? Cái bây giờ nó gọi là Đại học Na Lan Đà đấy. Na Lan Đà cũng là một cái tinh xá rất là lớn thời Đức Phật. Và sau này thì xây dựng thành cái Đại học Na Lan Đà. Mà Ngài Trần Huyền Trang đã đến đó, học ở đó và tranh luận, tranh biện Phật giáo tại đó. Và Ngài đứng vào số một về tranh biện, luận biện Phật giáo đấy. Đấy. Và ở Ấn Độ thì bây giờ vẫn có cái trường Đại học Na Lan Đà. Và để được vào, tuyển vào cái trường Đại học Na Lan Đà này rất là khó khăn. Rất khó khăn. Thì Đức Thế Tôn ở cái tinh xá của Na Lan Đà, tại rừng Pararikama, có một vị thôn trưởng là Ajibandaga Buddha đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi bạch Đức Thế Tôn rằng, đã, có một cái vị thôn trưởng của cái thôn đó đến đảnh lễ Phật, rồi mới bạch Phật như thế này: kính bạch Thế Tôn, các vị Bà La Môn có thể cầu nguyện cho một người đã chết bằng cách kêu tên của vị ấy lên và dẫn vị ấy vào thiên giới. Họ thưa với Phật thế, là chúng con thấy các vị Bà La Môn họ nói rằng họ có thể cầu nguyện cái người chết rồi đó. Họ kêu tên cái người chết lên và họ cầu nguyện là dẫn linh hồn của cái người ấy lên thiên giới, tức là lên cõi trời. Không biết là có thật hay không, họ hỏi Phật là như vậy. Thì kính thưa đại chúng, cái đợt vừa rồi đi Ấn Độ, chính mắt quý Thầy được thấy dân Ấn Độ họ làm lễ với cái người chết đó. Ai chết thế họ lấy vải họ bọc vào. Thế xong rồi họ đem ra cái lò hỏa táng, mà họ táng không hiện đại như Việt Nam mình đâu. Họ chất củi. Cho nên cái người nào mà họ gần chết ý, là họ phải lo dành tiền để mua củi. Vì củi cũng tốn lắm, có khi phải đến hàng tấn củi. Đấy, thế người giàu có điều kiện thì mua củi tốt, củi thơm. Người nghèo thì mua những cái loại củi bình thường. Đấy, nhưng mà nghĩa là nó cũng phải cháy đượm thì mới có thể thiêu được. Đã. Thế thì họ để cái xác đấy ở cái khu vực hỏa táng đấy, nó có mấy cái chỗ, mấy cái lò. Cái lò nó rất đơn giản. Nó gọi là lò chứ không ra hình cái lò gì cả, nó chỉ là một cái bệ thôi. Thế xong rồi nó có một cái hố trũng xuống để đặt củi vào. Xong họ đặt cái xác người chết đã bó vào ấy, vào trong cái, lên trên cái đống củi đấy, xong họ lại phủ củi lên trên. Đấy, giống như mình gói bánh ấy, phủ củi lên trên. Xong bắt đầu họ tưới dầu. Xong rồi là cái vị thầy cúng đó đi vòng quanh đọc một số cái câu thần chú. Thế sau rồi thì bắt đầu châm lửa là đốt. Đấy, thế thôi. Và đốt nó trông hết tất cả. Nó cháy đầu, cháy chân, thấy hết. Lần đầu tiên thầy mục kích thấy cái cảnh hỏa thiêu thân người rất là sinh động. Hôm nay đoàn có quay phim cái hình ảnh đó. Họ cũng không cấm đâu. Lúc đầu thầy tưởng là họ cấm, nhưng họ không cấm. Đấy, các thầy vào rồi, các thầy cũng đứng, các thầy cũng cầu nguyện cho cái vong linh của cái người đó. Họ cũng hoan hỉ. Đấy. Thế thì ở đây, ấy, cái ông trưởng thôn này, ông nói rằng là chúng con được nghe các cái vị Bà La Môn họ nói rằng á, họ có thể cầu nguyện gọi tên cái người đã chết rồi á, và họ dẫn cái linh hồn người đấy lên trên thiên giới, dẫn lên trời được. Thì không biết là có thật hay không. Thế thì họ trình lên Phật, thì chúng ta xem Phật dạy như thế nào. Này thôn trưởng, ông nghĩ thế nào khi có một người sát sinh, lấy của không cho, tức là trộm cắp, sống tà hạnh trong các cái dục, vọng ngữ, tham lam, sân hận, tà kiến. Khi người ấy mệnh chung, mọi người tụ hợp nhau lại, cầu khấn, mong rằng người ấy được sinh về thiên giới. Ông nghĩ thế nào? Đức Phật không trả lời cái ông thôn trưởng này, mà Đức Phật hỏi lại. Bây giờ tôi hỏi ông, bây giờ nếu mà có một người sống ở trên đời chuyên sát sinh, hại vật, chuyên ăn trộm, ăn cắp, sống tà hạnh, tức là gì?
tà dâm đó, trong các cái dục lạc, vọng ngữ, ăn gian nói dối, tham lam, sân hận, tà kiến. Cái người ấy khi mạng chung, khi chết đi, mọi người cùng tụ tập lại để cầu khấn cho người ấy, mong rằng người này được sinh về cõi trời, thì ông nghĩ thế nào? Ông nghĩ thế nào trường hợp này? Phật hỏi lại, ông nghĩ thế nào? Thì đương nhiên chắc ông này không đáp được rồi. Không đáp được. Và Phật trả lời luôn, này thôn trưởng, ví như có người lấy một tảng đá lớn ném xuống hồ sâu, rồi tụ tập mọi người lại cầu khấn, mong rằng tảng đá ấy hãy nổi lên. Ông nghĩ thế nào tảng đá ấy do nhân duyên cầu khấn ấy mà có thể nổi lên được không? Phật hỏi lại, Phật đưa ví dụ. Bây giờ thôi, ta lấy cái ví dụ này bây giờ. Có một người ấy, quăng một cái tảng đá lớn xuống cái hồ, rồi tụ tập mọi người lại, cùng nhau cầu khấn, và tảng đá ơi hãy nổi lên. Nghe không? Giống như ông A-la-đanh, ông xoa xoa cái đèn thần. Nghe không? Bây giờ mọi người cùng tụ tập cầu khấn cho tảng đá nổi lên. Thì ông nghĩ thế nào cái tảng ấy có nổi lên không? Thì ông này ông đáp rằng, thưa Thế Tôn, là không nổi lên. Đấy. Với cái thấy của ông là ông thấy không nổi lên được. Phật mới nói rằng, cũng vậy, những người sống theo ác hạnh như trên, theo ác hạnh như trên tức là sống sát sinh, trộm cướp, tà hạnh, dối láo, tham sân, tà kiến. Những người sống với cái ác hạnh như thế thì khi mạng chung, dù được cầu nguyện sinh thiên giới nhưng vẫn phải đọa vào các cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Đấy nha. Nếu như người sống trên đời mà như vậy thì khi chết đi, dẫu được cầu nguyện thì vẫn đọa vào ác thú, đọa xứ, cõi dữ. Còn ông nghĩ thế nào? Này thôn trưởng, khi có một người từ bỏ việc sát sinh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ việc sống tà hạnh, không có vọng ngữ, sống có chánh tri, chánh kiến, khi người ấy mạng chung, mọi người cùng nhau tụ họp cầu khấn mong rằng người này bị đọa vào địa ngục, thì có đọa không? Đã, Phật hỏi lại ông ấy. Xong Phật lại trả lời, này thôn trưởng, ví như có người đem dầu đổ xuống hồ nước, cái dầu ngày xưa là dầu ăn, dầu bơ đấy, đổ xuống hồ nước, rồi tụ họp mọi người lại cầu khấn mong rằng cái dầu này hãy chìm sâu xuống đáy nước. Ông nghĩ thế nào? Liệu dầu ấy do nhân duyên cầu khấn mà nó có thể chìm xuống đáy hồ được không? Phật hỏi lại. Chúng ta thấy Phật có những cái cách để dẫn dụ cho người ta, khắc sâu vào trong tâm trí người ta. Bây giờ có một người đem dầu, cái dầu ăn, dầu bơ đấy, mà đổ xuống mặt hồ, xong rồi tụ tập mọi người lại cầu rằng dầu ơi hãy chìm xuống đáy nước, thì nó có chìm không? Phật hỏi lại ông. Thì cái ông thôn trưởng nó đáp rằng, thưa Thế Tôn, không chìm. Đấy. Thì Phật đáp tiếp, cũng vậy, này trưởng thôn, những người sống theo thiện hạnh như trên, thiện hạnh như trên tức là không sát sinh, từ bỏ việc sát sinh, không ăn trộm ăn cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không tham sân si tà kiến, mà lại sống có chính kiến, đấy là những người sống thiện hạnh, thì khi mạng chung, dù có bị cầu nguyện cho đọa vào địa ngục nhưng cũng vẫn được sinh vào thiên giới, tức là sinh vào cõi trời. Đấy là toàn bộ cái bài kinh Đức Phật nói về cái việc cầu nguyện. Thế thì thưa đại chúng, qua cái bài kinh này chúng ta thấy cái điều gì? Ở đây Đức Phật không phủ nhận cái việc cầu nguyện. Nghe không? Phật không cấm mà không phủ nhận. Cầu nguyện, Phật không phủ nhận. Nhưng mà để cầu nguyện
cho nó đạt được mục đích nó phải thế nào. Cầu nguyện là chúng ta bày tỏ một cái sự mong muốn của mình đối với cái đấng thiêng liêng. Cái đấng ấy có thể là người này người kia, nhưng gọi là đấng thiêng liêng. Hay kể cả cầu nguyện đối với người trần gian cũng có. Cầu nguyện bày tỏ cái mong mỏi, cái nguyện ước của mình và mong muốn làm sao cái nguyện ước ấy nó được thành tựu. Cái điều đấy không có xấu, nghe không? Nó chỉ xấu là xấu ở cái mục đích, cái nội dung của mình cầu nguyện cái gì thôi. Đấy, cái điều ấy không xấu, cái điều ấy là tốt. Nhưng mà cầu nguyện rồi thì làm như thế nào để cho cái lời nguyện cầu của mình nó được thành tựu, đấy là vấn đề. Thì qua cái bài kinh này, Đức Phật lấy ví dụ tảng đá và dầu để nói. Tảng đá mà vứt xuống nước rồi đứng đến chỉ cầu không thôi ở trên mặt hồ, mà cầu cầu đá ơi đá hãy nổi lên, thì đá ấy không nổi. Nghe không? Muốn cho đá nổi lên ấy, thì phải làm sao? Lặn xuống đáy hồ, đội nó lên, cầu rồi tính phương án mang đội nó lên, nó nổi lên. Thế còn dầu đổ lên mặt hồ, cầu đứng lên mà cầu không dầu ấy, dầu chìm xuống nó không chìm. Nghe không? Thế nhưng mà chúng ta mà lấy túi ni lông một chùm nó vào đè nó xuống thì nó cũng chìm. Có phải không? Đấy là biện pháp để cho nó thành tựu cái lời cầu nguyện. Nhưng ở chỗ này, tức là Đức Phật phê phán cái việc cầu nguyện suông, chỉ cầu nguyện bằng cái miệng suông thôi, không có biện pháp thực tập thì cái cầu nguyện ấy không có tác dụng gì cả. Có phải không? Đây, chỗ này Đức Phật phê phán cái việc cầu nguyện suông. Đấy, Phật bảo đấy, tụ tập mọi người lại đứng đây mà cầu. Thế một cái người, người ta rất xấu xa, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, dối láo, tham sân, tà kiến. Một người như thế chết rồi, gia thân quyến thuộc đứng đây mà cầu, phải không? Cầu lễ không? Không có tác dụng. Chỉ cầu khấn không, cầu suông không tác dụng cái gì cả. Thế còn một cái người, người ta có tu tập, có tu thân giới tâm tuệ, làm các việc thiện, thì người ta chết rồi có đứng đấy cầu cho người ta đọa địa ngục, người ta cũng không đọa. Hay là trù rủa cho người ta đọa địa ngục, người ta cũng không đọa, vì người ta không có ác hạnh. Nghe không? Thế thì như vậy ở đây chỗ này Đức Phật muốn nói gì? Cái cầu nguyện nó không phải là xấu, nhưng mà để cho nó thành tựu được, nó phải có cái sự vận động, nó phải có cái sự thực tập, phải có cái sự tu trì thì nó mới đạt được. Các bạn, chúng ta đói chẳng hạn, chúng ta cứ cầu mà cầu làm sao cho tôi hết đói. Thế nhưng mà cơm không chịu đi mà nấu thì làm sao hết đói? Và nhà này không có người ô xin phục vụ thì cứ ngồi không đấy mà cơm ơi đến, mà đến thì không cơm không đến. Bây giờ các cháu đi thi đại học cũng thế, cứ đến khấn cầu không, cầu rời, cầu Phật phù hộ độ trì cho con đợt này thi đỗ đại học, cầu xong rồi thôi chả học hành gì, không khó, khó mà đỗ được, trừ khi mà có tài quay cóp giỏi thôi. Các bạn, mà quay cóp giỏi mà vào học rồi thì cũng lại bị trượt vì không có kiến thức. Đấy, cho nên qua cái bài kinh này thì chúng ta thấy Phật Pháp là rất thiết thực. Đức Phật là những cái việc làm rất thiết thực. Cái sự tu tập của chúng ta là phải thiết thực, chân thật, nó mới chuyển hóa, chứ không phải chỉ là khấn ở miệng suông. Cái việc ở miệng á, nói ở miệng, khấn ở miệng đã bị nhiều người thế gian người ta phê phán rồi. Đấy, chúng ta bị phê phán là sao? Miệng Nam Mô mà bụng một bồ rau găm, người ta đã phê phán nhiều rồi. Cho nên chúng ta bây giờ phải vào việc tu tập thiết thực chân thật. Cái bài kinh này Đức Phật muốn nói là cái điều đó. Cái hiệu lực của sự cầu nguyện không phải chỉ ở cái lời cầu khấn không. Thì chúng ta đã thấy rồi, nếu mà chỉ cầu khấn không thôi mà được á, thì cả thế gian này không còn ai nghèo khổ, không còn ai đau yếu bệnh tật, không còn ai chết yểu, không còn ai hoạn nạn nữa, đúng không? Nếu chỉ cầu khấn không. Đấy, chúng ta thấy rất rõ tại sao xã hội vẫn đầy rẫy những người nghèo khổ, những người hoạn nạn, phải không? Là vì
chúng ta đang thực hành những cái ác hạnh. Chúng ta đang thực hành ác hạnh. Cầu đến cầu Phật thì xin cho con mọi cái tốt. Nhưng mà thực tập của mình thì toàn thực tập làm những cái việc xấu, việc ác thôi. Thì làm sao mà nó chuyển hóa theo được? Cái nhân quả nó không phải chỉ theo cái lời cầu không của mình, mà theo chính cái hành vi của thân khẩu ý của mình. Đã. Cái nghiệp báo của mình. Đấy, cho nên chỗ này, sau khi nghiên cứu kinh điển Phật, thì quý Thầy mới thấy là để cái lời cầu nguyện của chúng ta mà nó thành tựu được, nó phải đáp ứng đủ rất nhiều những cái yếu tố. Ở đây Thầy tạm lược ra nó có 5 cái yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất là cái đối tượng mình cầu nguyện. Đối tượng mà mình đến, mình cầu, mình xin ấy, là ai? Ví dụ ở đây chúng ta là cầu với Phật, với Bồ Tát, với các bậc Thánh Hiền. Nghe không? Hay cũng có người ta cầu với ai? Cầu với lại ông thần đọ, bà chúa kia. Nghe không? Có người cầu với ông thần voi, ông thần thần ngựa, ông thần chó, ông thần cây đa, cây đề, họ cũng cầu hết. Có người đến cái miếu cầu với cái quỷ thần ở cái miếu ấy. Đấy là cái đối tượng mà mình khấn cầu, mình cầu nguyện. Nghe không? Cũng giống như ở trong trần gian này, mình có người thì lên đến chủ tịch nước mà cầu, có người lên đến bộ trưởng, có người lên tỉnh trưởng, có người lên đến ông huyện trưởng thì cầu. Đấy là cái thứ nhất, cái duyên thứ nhất là đối tượng mình cầu nguyện, mình gặp ai mình cầu. Chắc rằng Thầy tin các Phật tử chúng ta thì qua nhiều năm các Thầy hướng dẫn thì biết tin Phật, các vị Bồ Tát Thánh Hiền thì cầu với Phật Bồ Tát Thánh Hiền là đúng rồi. Chắc chắn Phật là đấng vua trong các vua, là Thánh Chúa của tất cả các bậc Thánh Chúa. Không có ai bằng Phật rồi. Trời cũng còn dưới Phật cơ. Nghe, cho nên chúng ta cầu với Phật là đúng rồi đấy, đúng đối tượng rồi đấy. Cái duyên thứ hai là cái nội dung mình cầu. Mình cầu nguyện cái việc gì? Đấy, có người thì cầu cho con giàu có, buôn may bán đắt. Các quý vị mà đang buôn bán thì cầu cho con buôn may bán đắt, buôn một, bán mười, đi tươi về tốt. Theo có người sâu xấu một tí thì cầu gì? Cho con được mặt hoa da phấn ấy. Thầy cũng thấy có nghe thế. Mặt mình đen, cầu cho mặt mình nó nở hoa, da nó có phấn, chắc phải đánh phấn mới được. Đấy, nghe không? Đấy là nội dung mình cầu. Theo người cầu thì cầu công danh, cầu cho con được thăng quan tiến chức. Có người cầu cho con được gì? Được chồng yêu vợ quý. Đấy. Có người cầu cho con mình nó được thảo, được hiền. Đấy. Có người cầu cho con được bạn bè thương mến. Đấy. Cho, có người cầu cho con đi đường được bình an, đi tàu, đi bè được bình an, công việc được hanh thông. Đấy. Đi đến đâu cũng xuôi cũng lọt. Đấy. Nhiều cái cầu vô cùng á. Nếu bây giờ thì cho nên cái tuyển tập những cái bài văn khấn cầu á, thì nó rất là dài. Mà bây giờ Thầy nói là có những cái vị chuyên cái nghề khấn vái, khấn cầu, họ khấn rất là giỏi, khấn hay hơn các Thầy nhiều. Hay lắm, bài khấn hay lắm, khấn dài. Hả? Sáng con mắt chặt đầu gối, hả? Đủ thứ. Hả? Già 80-90 vẫn sáng mắt chặt đầu gối, leo lên Yên Tử phăng phăng. Đấy, cầu như thế. Nhất nhiều cái, khấn rất vui. Tất nhiên những cái đấy cũng không có gì xấu cả. Nghe không? Đấy. Cầu mong sức khỏe. Rồi còn cả câu gì? Câu để mà có chồng, có vợ. Đấy. Rất nhiều thứ cầu. Tất cả mọi cái đều có thể cầu được. Đấy. Đương nhiên Phật Thánh thì cũng không chê gì cả. Họ mong cầu gì Phật cũng ngồi im, Phật nghe hết. Phật không chê trách gì. Nghe không? Có đến Thầy mà cầu thì có thể cầu cái gì mà lung tung thì Thầy quả, chứ còn Phật thì Phật ngồi im, Phật nghe. Bồ Tát các ngài đều ngồi im nghe hết, thấu hết ấy. Đấy. Như vậy chúng ta thấy cái nội dung mình cầu nguyện là cái việc gì? Wow. Cái việc ấy nó thiện hay nó bất thiện? Nghe không? Nó lớn hay nó nhỏ? Nó là ích cho mình hay là ích cho mọi người? Tức là chung hay riêng? Hay có cả chung cả riêng?
rất là nhiều trong cái lợi, cái vì lời cầu nguyện của mình. Đấy, nghe không? Đấy là cái điều thứ hai, cái duyên thứ hai. Cái duyên thứ ba là cái tâm mình ấy, nó có chí thành tha thiết không? Cái tâm chí thành. Có người có thức cũng đi theo chị, theo em thì cũng khấn, cũng vái, cũng cầu, nhưng mà nó cũng qua loa đại khái. Nghe không? Cái tâm nó không chí thành thiết tha. À, ví dụ nhà mình đây này, hoặc con mình nó ốm nặng này, hay chồng mình nó tai nạn nặng này, lúc ấy là tâm cũng rất thiết tha, cũng khá là chí thành đấy. Nghe không? Hay cha mình, hay mẹ mình đang mắc bệnh hiểm nghèo, đang rơi vào hoạn nạn, hoặc bản thân mình đây này, đang gặp hoạn nạn, thì những lúc ấy tâm nó cũng ra khá là chí thành. Chí thành ấy, nhưng mà nó đạt được cái trình độ mà nhất tâm thì khó đấy. Đấy, cho nên cái thứ ba là cái mức độ tâm chí thành. Cái duyên thứ tư là gì? Là cái nguyện chuyển hóa. Chúng ta khấn cầu rồi nhưng mà có cái nguyện gì kèm theo không? Thực tập không? Ví dụ bây giờ con cầu cái việc này. Ví dụ cầu cho con là con đợt này con thi đỗ đại học. Nhưng mà chỉ cầu không thôi, rồi về không có nguyện, con phải, con sẽ cố gắng con học, con ôn lại này. Con làm bài tập này, thì làm sao? Hay là chúng ta là Phật tử thì chúng ta con phải nguyện, con bắt đầu làm bố thí, làm phước này, tu đủ các cái lục độ. Bố thí con trì giới, trước đây con buông lung, bây giờ con nguyện trì giới. Trước đây con keo kiệt bùn xỉn, giờ con sẽ nguyện bố thí phóng sinh, làm phước cúng dường. Đấy là thực tập đấy. Đó, phải nguyện chân thực ấy. Trước đây là con sống buông lung, bây giờ con nguyện trì giới. Trước đây con tâm hay vọng động, con không có định tâm, giờ con sẽ tu tập thiền định. Trước đây con hay nóng giận, bây giờ con nguyện con tu tâm nhẫn nhục, ví dụ thế. Đấy, nghe không? Đấy là cái nguyện chuyển hóa, thực tập. Và cái cuối cùng gọi là phúc báo dự trữ. Cái duyên thứ năm gọi là phúc báo dự trữ. Mình đã tích lũy được cái phúc báo về cái việc ấy chưa? Mình đã có dự trữ trước đó, mình đã dự trữ được nhiều phước báo về cái việc ấy chưa? Đấy là năm cái duyên mà theo các thầy tổng kết. Nếu đủ được năm cái duyên này đều là tốt đẹp thì cái lời cầu nguyện của mình nó dễ thành tựu, nó sẽ được thành tựu. Nó tốt đẹp nghĩa là thế nào? Cái thứ nhất ấy là mình cầu nguyện với đối tượng cao quý như Phật, Bồ Tát. Ví dụ cầu Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Phật Di Đà, Phật Thích Ca, Phật Dược Sư, các vị Phật. Đấy, đấy là đối tượng cầu nguyện. Hay cầu nguyện kể cả với các bậc thánh tăng, những bậc chân tu cao quý có phước đức lớn, gọi là hiền thánh tăng. Đấy, cái đối tượng mình cầu đấy. Nghe không? Cầu như vậy là phải cái ruộng phước điền rất lớn. Trong Tam Bảo là ruộng phước điền lớn bậc nhất rồi. Thế có người cầu với trời, cầu với quỷ thần, thần cây đa, cây đề, cầu với những ông thần miếu, những ông thần thần voi, thần chó, thần ngựa đấy, ngựa đá, voi chó, voi đá, đấy cũng đến cầu khấn ở đấy. Những cái loài đấy nó cũng có tí phước, nhưng làm sao mà bằng Phật được, bằng Bồ Tát được. Đấy, thế cho nên chúng ta phải chọn cái đối tượng mình khấn cầu. Nếu là đối tượng có phước đức lớn, là ruộng phước điền lớn, thì nó sẽ tốt đẹp. Thứ hai là cái nội dung mình cầu nguyện nó chân chính, nó thiện lành. Chứ cầu mình cầu những cái điều ác là không được. Cầu điều ác Phật Thánh không phù hộ được. Cầu cho cái tình nhân của chồng con nó đi đâu nó chết đấy chẳng hạn, thế là ác rồi, cũng không được. Hay cầu cho cái người mà bạn buôn của con ở bên cạnh con đây này, là nó coi như là hàng nhà nó ế ẩm hết, chỉ riêng nhà con đắt hàng thôi, thế cũng không được. Ai người ta vào đi đến cửa hàng là mắt ta chỉ nhìn vào cửa hàng nhà con thôi, không nhìn cửa hàng bên, cũng không cầu thế được. Đấy, nên những cái cầu nguyện của mình nó phải thiện, phải lành. Ví dụ ta cầu về sức khỏe, cầu bình an, cầu cái sự thăng tiến, cái đó là chân chính, không xấu. Phật cũng không phê phán. Cầu cho con thi đỗ đạt, không cầu cho con thăng tiến trong sự nghiệp, không phải là xấu.
Nghe không? Thầy cũng thường hướng dẫn một số các vị phấn đấu con đường công danh phải phát nguyện. Các vị phải phát cái nguyện, con cầu cái công danh đấy, nhưng con nguyện có cái địa vị công danh để con phụng sự được cho nhân loại, cho chúng sinh nhiều hơn, con được cống hiến nhiều hơn. Chứ bảo chỉ con ngồi cái ghế này đấy để con ăn trên ngồi chóc mọi người thì không được đâu. Ở đây Thầy kể câu chuyện rất vui. Hòa Thượng Tuyên Hóa đấy, trong tiểu sử có nói đấy, ông Tổng thống Bút ấy, ông lên Thầy nghĩ Hòa Thượng, bảo bạch Hòa Thượng, tới đây tôi ra tranh cử, được tới này là trúng cử Tổng thống, ông Hòa Thượng xem giúp họ cái. Nghe không? Thế Hòa Thượng bảo, nếu ông nghe lời tôi cái này thì ông trúng cử. Bảo vâng. Thế Hòa Thượng bảo nghe này, bây giờ ông ra trước công chúng, ông công bố là tôi có trúng cử Tổng thống, tôi sẽ không lĩnh, không nhận lương lậu gì hết. Nha, không nhận lương, không nhận lậu gì hết đấy. Nha, ông có dám hứa thế không? Ông hứa thế tôi đảm bảo ông trúng cử Tổng thống. Thế ông không dám hứa, ông hứa, thế là ông trượt đấy. Ông có dám làm không? Tất nhiên thì nói là ông mà lên Tổng thống cũng không ai để ông đói đâu. Có phải không? Nói thì nói thế đấy, không ai để đói. Tổng thống mà lại đòi nói sao mà làm việc được. Nhưng mà ông dám chân thật, ông hứa thế không? Không dám, ông trượt đấy. Đấy, cho nên ấy, mình cầu cái địa vị, cầu cái công danh không phải là xấu. Nó chỉ xấu khi cái đấy chỉ là mục đích cá nhân của mình, để mình ăn chân ngồi chóc, mình bóc lột thiên hạ thì không được. Nhưng còn nếu mình lên để mình có cái địa vị, mình lo cho dân, cho nước, lo cho số đông, cho mọi người, thì cái đó là tốt chứ. Mình có tài, có đức, mình phải lên đấy mình cống hiến, được cống hiến nhiều hơn. Thế cho nên cái thứ hai là cái nội dung cầu nguyện của mình, nó ác hay nó thiện, nó lớn hay nó nhỏ, nó như thế nào, đấy là cái vấn đề. Thì chúng ta phải chọn cho mình những cái nguyện thiện, những cái cầu xin nó chân thiện. Và con cầu cho cha con lành mạnh, con cầu cho vợ con nó được bình an. Đấy, con cầu cái sự thăng tiến trong công việc, trong sự nghiệp. Cái đó là thiện thôi, không xấu, không ác, không phải là ác. Đấy. Cái thứ ba là tâm mình phải thật sự thiết tha, chí thành. Vào, mình chí thành, tha thiết, đau đáu về cái việc ấy. Cái tâm chí thành ấy nó sẽ biến thành cái năng lực để sau này mình thực thi các cái việc chuyển hóa. Đấy, nghe không? Đấy là cái tâm chí thành. Và cũng cái tâm chí thành ấy nó mới cảm ứng được với Phật, với Thánh, với Chư Thiên. Thầy đã từng đọc những bài kinh mà trong đó có những người ta thiết tha chí thành mà cảm ứng đến Chư Thiên. Tức là tiền thân của Phật là thực hành Bồ Tát hạnh đấy. Ngài chí thành mà cảm ứng đến Chư Thiên. Chư Thiên phải xuống để hộ trì. Đấy. Hoặc là những bậc oai đức lớn là Chư Thiên phải xuống hộ trì. Đấy. Có một cái ông A-la-hán mà ông bị mù mắt, ông chưa khai triển được cái thiên nhãn. Ông trên đường ông đi, thế là cái thằng cháu nó dẫn đường, nó bỏ ông, nó đi theo gái. Nó bỏ ông mù mà kệ ông. Ông cứ dò dẫm ông đi, loanh quanh khúc khéo, ông rơi xuống vực. Thì lúc ấy là ông Ngọc Hoàng, ông Đế Thích ngồi trên trời, tự nhiên thấy cái ghế của mình ngồi nó nóng ran hết cả lên, không hiểu là có chuyện gì. Ông mới nhòm xuống hạ giới, là ông thấy có một ông A-la-hán đang dò dẫm trên đường đi, cầm gậy dò đường. Ông bảo chết chết rồi, này mà mình không xuống dẫn đường thì chỉ lúc nữa là mình mất, rớt mất cái ghế Ngọc Hoàng. Đấy, thế là ông phải hiện thân xuống dưới này để ông làm người dẫn đường cho cái vị La-hán này về tịnh xá. Đấy là vì A-la-hán là một có oai đức lớn, oai đức người ta rất lớn, bậc thánh. Mà không, ông Chư Thiên không hộ trì là ông Chư Thiên mất phước. Đấy, hay cũng giống như Ngài A-na-luật đấy. A-na-luật là con một vị quan lớn. Ông này trong tiền kiếp ông chỉ cúng dường một vị Bích Chi Phật, một bát cơm thôi. Thế nhưng mà nhờ cái phước ấy, lúc ấy ông còn bé lắm, nhờ cái phước ấy mà đời đời kiếp kiếp ông sinh ra là ông không có bị thiếu thốn cái gì hết. Ông cầu xin cái gì là gần như cái đó đều được. Thế thì Thầy kể câu chuyện đại chúng biết rồi đấy, ông đánh đáo với các bạn thì ông toàn thua thôi. Mà thua là cứ phải đền bằng bánh, giống như là làm bánh bao á.
Thế thì ông toàn bị thua thì ông cứ bắt mẹ ở nhà là mang bánh bao ra để ông đền các bạn. Thì bà mẹ bà tức quá bảo thôi bây giờ thì lần này là hết rồi, không có cho cái gì nữa. Thế bảo cô hầu là mang cái mâm ra, mang cái, bảo cho nó là bây giờ chỉ còn cái bánh không có thôi, cho nó không chơi nữa. Thế thì khi mà bà mẹ vừa nói câu ấy thì ông Ngọc Hoàng, ông Chư Thiên trên kia tự nhiên cũng thế, thấy mình sốt hết cả ruột lên. Sốt ruột và không biết là cái chuyện gì, nhìn xuống thì thấy rằng là bà mẹ thì bà không cho bánh cái cậu con trai này nữa. Mà nếu mà để cho cái người đầy tớ bưng cái mâm không ra ngoài cho cậu ấy là mình sẽ bị mất phước lành. Hiểu không? Vì cái phước của cậu bé này nó phải được đáp ứng cái đầy đấy. Cái phước của nó như vậy đấy. Do phước cúng dường một vị Bích Chi Phật, nó nguyện rằng là kiếp sau nó ước mong cái điều gì nó được thành tựu. Đấy. Cho nên bây giờ nó cần có bánh mà bà mẹ không cho bánh, mà mình không cho bánh vào đấy là mình gây go. Thế thì đến lúc cái cô người hầu có bê cái mâm không đi, đậy cái đồng bàn vào bê đi, thì vị Chư Thiên này phải mang bánh ở cõi trời xuống đặt vào trong cái mâm đấy để cho nó có bánh. Đến lúc mang ra thì cậu bé này mới giả các bạn, đãi các bạn ăn, ai cũng khen ngon. Thế cậu bảo, lần đầu tiên cậu ăn cái bánh này, thế cậu bảo, thế bánh này bánh gì đấy? Thì cô đầy tớ bảo, cái này chỉ có một bánh không có thôi. Thế, cô ở đây có bánh không, bà bảo mang bánh không có cho chú đấy. Thế thì mở ra thì thấy bánh ngon quá, ăn và ngon quá, và mẹ mình bảo thương mình nhất mà bây giờ mới cho, từ bé đến giờ mới cho mình ăn cái bánh không có ngon thế này. Đấy. Thế đến lúc mà về chơi đáo xong rồi, đánh đáo xong rồi về, cậu mới nói mẹ, bảo mẹ bảo mẹ thương con mà sao đến hôm nay có cái bánh ngon thế này mẹ mới cho con ăn. Thế bà mẹ mới tá hỏa tam tinh, mà không biết sao lại có cái bánh gì, bánh không có, ngon lắm mẹ. Đấy, thì sao bà mới biết là Chư Thiên phải mang bánh cõi trời xuống cho chú. Đấy, cái phước đức của cái chú bé nó như thế. Nghe thấy không nào? Thế cho nên ấy, cái tâm trí thành nó cảm ứng được cả đến Phật, Thánh, Chư Thiên, Chư Thần. Nghe không? Đại chúng nhớ đấy, tâm tha thiết trí thành, nguyện cầu. Nó có một cái năng lực, nó giao cảm được với các ngài. Thế thì chúng ta khi cầu nguyện cũng thế, làm sao tâm phải trí thành tha thiết. Mà muốn tâm trí thành tha thiết thì không phải cái tâm mà coi như là cứ nghĩ lăng xăng lộn xộn trí thành tha thiết được đâu. Nên lắng tâm cho thanh tịnh, cầu nguyện nó mới trí thành được. Các Phật tử nhớ. Đấy, nhá. Đấy là cái yếu tố thứ, cái duyên thứ ba. Cái duyên thứ tư là mình phải có cái nguyện chuyển hóa. Mình cầu, mình khấn, mình mong mỏi rồi. Phật cũng chứng tâm cho mình rồi, cảm ứng đến các ngài rồi, nhưng mà mình có nguyện hứa gì không? Có nguyện thực tập cái gì không để chuyển hóa? Đặc biệt nhất là chuyển hóa các cái tập nghiệp xấu của mình. Trước đây mình hay trộm cắp, trước đây mình hay gian dối, trước đây mình hay lừa đảo mọi người, trước đây mình hay làm những cái việc đổi bại. Bây giờ mình phải nguyện chuyển hóa đi. Chân thật nguyện con sẽ chuyển hóa. Nha. À, trước đây mình rất là bùn xỉn, keo kiệt, chả bao giờ biết bố thí giúp đỡ ai. À, sống với hàng xóm láng giềng, người ta đói khổ, ăn rách, ăn ở đói khổ rách dưới mình cũng không giúp. À, đó. Không giúp đỡ gì ai hết, không bao giờ biết làm từ thiện. Không làm từ thiện, không làm việc phước. Keo kẹt, bùn xỉn. Bây giờ mình tu tập, mình phải chuyển. Đấy. Thầy nghe có một cái bác là nguyên là bộ trưởng. Bác về, bác nói chuyện, bác tổng kết đấy. Để một đơn vị, một doanh nghiệp thành tựu, trong đó phải có cái điều, có năm chữ T mà trong đó có một cái chữ T là gì? Phải biết làm từ thiện, làm việc phúc. Ông bộ trưởng, ông về ông tổng kết đấy. À, để đạt được thành tựu phải có đủ năm cái chữ T, một đơn vị, một doanh nghiệp nào đó. Nghe không? Có tâm này, có trí tuệ này, và có thương hiệu, cũng là chữ T đấy. Nghe không? Và cái cuối cùng, cái thứ năm phải có cái gì? Có làm từ thiện, làm việc phúc, tích phúc mới được. Không làm từ thiện không thể có phúc báo. Đấy.
Cho nên cái thứ năm này các thầy đúc kết nó là cái nguyện để chuyển hóa. Mình phải nguyện chuyển hóa. Khấn với Phật rồi con phải nguyện, trước đây con cái tật này con xấu lắm. Xấu ghê gớm, bây giờ con hứa với Phật, con xin Phật điều này nhưng con nguyện con sẽ tu tập. Con hứa với Bồ Tát, với các bậc thánh hiền, con sẽ hứa tu tập, con chuyển hóa cái nghiệp của con. À, thì các ngài mà thấy nó hứa thật thì các ngài sẽ giúp. Nghe không? Cũng sẽ trợ duyên. Vì chúng ta biết thì Phật và Bồ Tát, các vị thánh hiền bao giờ cũng mong chúng ta được tiến bộ. Mong lắm. Còn nếu nó chỉ khấn xuông, nó xin xuông thôi, rồi đâu nó vẫn đóng đấy. Thì hộ cho nó thêm thì nó lại càng hỏng thêm. Cũng giống như con mình, ấy, phải không? Nó đến nó nói ngọt với bố mẹ cứ cho con tiền, ấy. Con gì cần tiền lắm, con xin mẹ tiền để tới đây là con sẽ mua xe rồi để con đi chạy xe ôm, con có tiền con nuôi bố nuôi mẹ. Nó nói hay như thế đấy. Thế mà mình nghe mình phải xem đo xem cái tâm nó có thật không. Nếu đấy cái thằng này nó chỉ giả dối cái miệng lưỡi thế thôi thì mình cũng không cho đâu. Ông cầm mớ tiền này ông đi ông lại chơi bời cờ bạc nghiện hút lại chết. Thế còn mình thấy đợt này nó thật đấy. Không, đợt này thấy qua thời gian thử thách rồi thấy là thật. Thì mình mới cho. Ở đây Thầy nói đương nhiên mình phàm phu mình còn nghĩ được thế, huống hồ Phật, Bồ Tát. Biết quá đi chứ nhỉ. Biết cái ông này ông nói khấn thật hay ông khấn giả. Nghe không? Ông có thật tâm ông tu hành không? Hay ông có chỉ nói miệng đấy, đấy. Chúng ta không che mắt được Phật Thánh. Không hả? Không dối được tí nào. Cho nên ở đây Thầy nói cái sự chân thật chúng ta rất quan trọng. Đối với Phật Thánh, Thánh Thần là mình phải chân thật, không dối giả được. Nghe không? Trong kinh Chúa Bà nói đấy, dối người dối được trời nào mà dưới trần vua táo soi vào con tim. Mình dối người dối nhau này được, người trần gian mình dối nhau được, không dối được trời. Cái chữ trời đây là kể cả Phật Thánh. Không thể dối trời, dối Phật, dối Thánh, dối quỷ thần được. Dưới trần này vua táo, cái ông vua táo, ông thần bếp nhà mình ấy, ông soi vào cái tim của mình, soi tim mình, ông thấy hết. Ông lên báo cáo với Ngọc Hoàng Thượng Đế. Đấy, ngày 23 tháng Chạp, ấy, ông lên báo cáo. Ông công táo chào rời. Nghe không? Trong sự tích Chúa Ba, cái bài kinh nó nói thế. Không thể dối được. Cho nên đối với Phật Thánh, những đấng thiêng liêng mình phải chân thật, chân thành. Nghe không? Con nguyện, con chuyển đổi. Xin Phật gia hộ cho con có phương tiện, gia hộ cho con để con chuyển hóa những cái tập khí xấu của con, thói hư tật xấu của con. Nghe không? Trước đây con hay buông lung chơi bời trác táng, bây giờ con nguyện con sẽ bỏ. Trước đây con hay gian dối trộm cắp, giờ con sẽ bỏ. Phải không? Trước đây con rất là trăng hoa, bây giờ con sẽ bỏ. Đấy, sửa đi, sửa chân thật đi. Thì Phật Thánh mới nhìn thấy cái tiền đồ của mình, các ngài mới gia hộ chứ. Chứ còn mà thấy ông này chỉ hứa suông thế, thế gia hộ cho ông thì ông lại có tiền ông ăn chơi hỏng thêm đấy, thì các ngài không bao giờ, các ngài tính kỹ hơn mình nhiều, đảm bảo như vậy đó. Cho nên đây Thầy nói những Phật tử nào á, thường Thầy cũng kinh nghiệm ấy, Phật tử nào bắt đầu mới vào Phật Pháp, tín tâm mạnh mẽ, tu tập chuyển hóa, có sự gia hộ rất lớn. Nghe không? Có sự gia hộ rất lớn, chuyển hóa. Các ngài thấy. Thế còn khi mà mình thoái tâm một cái lập tức là các ngài cũng không thể hộ trì được. Không hộ trì mình nữa đâu. Đấy là cái yếu tố thứ tư là sự nguyện chuyển hóa. Cầu rồi giờ phải có cái nguyện để chuyển hóa. Và cái thứ năm gọi là phúc báo mình tích lũy, dự trữ. Cái phúc báo về cái việc này mình dự trữ có chưa? Mình chưa tích lũy phúc báo, mình cầu thì cũng thật là khó, thật là khó. Cái người người ta đã chăm bố thí, cúng dường thì người ta được phúc báo về tài sản. Cái người này cầu nguyện về tài sản rất dễ thành tựu. Cái người người ta chăm làm phúc báo về cái mặt sức khỏe, người ta hay bố thí cho bệnh nhân, hay chăm sóc người bệnh, người ta có lòng thương tưởng phóng sinh, người này cầu nguyện về sức khỏe, về tuổi thọ thường cũng được thành tựu. Đó, cái người mà người ta đã từng làm những việc phúc báo như là in ấn kinh điển, ấn tống băng đĩa kinh sách giảng pháp của các thầy, rồi người ta thường tổ chức giúp đỡ cho mọi người đi nghe pháp. Đấy, như hôm nay là có một chú doanh nhân,
về vận tải. Chú phát tâm là chú sẽ ủng hộ đạo tràng ở Hạ Long bay cho anh ta một cái xe để đưa Phật tử lên nghe Pháp, xe khách khoảng 30-40 người. À, tí nữa Thầy sẽ thông báo cái lịch của chú, chú xin đăng ký với Thầy đó, để mọi người được đi nghe giảng Pháp. Đấy, cái người ta đã có những cái phước về cái việc mà về trí tuệ thì người ta cầu nguyện về trí tuệ nó dễ thành tựu. Thế nào? Người đã chăm ấn tống kinh điển, in sang băng đĩa cho mọi người, khuyến hóa mọi người tụng kinh xem sách, à, giảng giải Phật Pháp. Bây giờ người ta cầu nguyện về trí tuệ là người ta phát được cái phước báo trí tuệ. Đấy, như vậy là mình phải có cái tích lũy về phước báo, về cái việc đó. Nhưng thường á, bố thí sinh phước báo, mà nó có thể sinh ra cả 5-6 cái phước khác nhau. À, cúng dường cũng thế, sinh phước báo. Ví dụ đây, các Phật tử cúng dường tiền tịnh tài lên chùa mình, tịnh tài ấy Thầy dùng để xây chùa. Xây chùa mọi người được tu học là mình được phước về trí tuệ. Phải không? Rồi từ cái đó mình được vô lượng các cái phước khác. Hay mang gạo đến chùa cúng nuôi chư Tăng, chư Tăng tu học được, lại duy trì được Phật Pháp. Và thì mình cũng được vô lượng phước báo. Chứ không phải chỉ được với phước báo bây giờ con cúng gạo, kiếp sau con chỉ sinh ra con ở giữa kho gạo đâu, không phải. Nó sinh ra nhiều thứ lắm. Cúng hoa lên chùa như thế này để trang nghiêm cái pháp tòa, để đại chúng nhìn lên người ta thấy hoan hỷ, mình được vô lượng phước báo. Cho nên trong bài kinh hôm trước Phật dạy đấy, người ở trong Phật Pháp mà làm một cái việc phước dù nhỏ hoặc bằng hạt cát cũng được vô lượng lợi ích. Như hạt bụi cũng được vô lượng lợi ích cơ mà. Chúng ta thấy không? Ừ. Chứ không phải, không phải là con cứ phải cúng cái này. Có nhiều Phật tử thì chỉ chọn cúng tượng thôi, nhưng cũng đó không hẳn đâu. À, tất cả các việc thuộc về Tam Bảo, với tâm trí thành rộng lớn, phước báo đều lớn cả. Nghe không? Các Phật tử phải hiểu như thế. Đấy, chứ không phải là cúng cái này hơn cái kia. À, hơn cái kia. Các Phật tử nhớ cho Thầy. Đấy, như vậy là đủ năm cái duyên này. Nghe không? Đối tượng mình cầu nguyện, nội dung mình cầu nguyện, tâm trí thành hay không, nguyện có nguyện chuyển hóa hay không, và phước báo mình tích lũy dị chữ. Năm cái duyên này Thầy nghĩ đủ một cái bàn tay này thì sẽ làm được việc đấy. Đấy, các Phật tử tích cho Thầy đủ năm cái duyên này. Đến khấn, đến cầu không hay đâu, nhưng chắc Thầy tin là cũng có thể thành tựu. Không phải thuê người kêu thay khấn đỡ đâu. Đến khấn với Phật, Phật chứng cho. Và duyên mình với cái việc như vậy thì Thầy nghĩ nó sẽ thành tựu thôi. Đấy. Như vậy các Phật tử thấy cái việc khấn nguyện, cầu nguyện của Phật giáo mình ấy, nó không phải mê tín, nó phải đủ các duyên. Và Phật cũng nhấn vào cái chỗ này đây này, chứ không phải chỉ đến con khấn không thôi. Phải không? Khấn không với Phật chẳng tu tập, chẳng chuyển hóa, chẳng có tích lũy phước báo gì cả thì làm sao mà thành tựu được. Đúng phải không? Khấn Phật cho phù hộ độ trì cho con có sức khỏe, nhưng mà sống thì cứ trác táng, đánh bạc thâu đêm suốt sáng, xong rồi là cứ uống rượu tì tì, rồi hút thuốc tì tì, thì làm sao mà khỏe? Phật nào phù hộ cho mình khỏe được? Đấy, có phải không? Phật cũng không phù hộ thế được. Đấy, thế chúng ta hiểu cái cầu nguyện chưa? Nha. Thì Thầy rất mong là qua cái việc, cái bài kinh về cầu nguyện này, các Phật tử hiểu được bản chất lợi ích của sự cầu nguyện, mà chúng ta ứng dụng, chúng ta cầu nguyện cho đúng. Phật không bảo mình không cầu nguyện. Cầu nguyện không phải là xấu, nhưng chúng ta cầu nguyện rồi, chúng ta phải như thế nào? Hãy thực tập lời Phật dạy. Nghe không? Hãy tu tập chuyển hóa, hãy tích lũy phúc lành, hãy tạo các thiện duyên và hãy phát cái tâm rộng lớn. Đấy, những cái đấy nó sẽ thành tựu. Thầy nói vui, cái chùa Ba Vàng này Thầy cũng cầu nguyện. Nhưng mà cũng đây, Phật tử thấy Thầy cũng cầu chứ. Nhưng xong rồi là phải bằng việc làm thực tế, phải dấn thân hành động thực tế, nó mới thành tựu. Chứ không phải chứ con cầu Phật cho con xây dựng cái chùa Ba Vàng, cầu không thế làm sao vẫn thành không được. Phải lăn lộn, phải vận động, phải thực hành. Cái mục đích mình vẫn đặt,
ở trên và mình hướng tới cái mục đích đó, thực tập, nó mới thành tựu. Đấy, cái này là bài học cho tất cả chúng ta, cả cuộc đời chúng ta. Ai cũng có những cái lời cầu nguyện, ai cũng có những cái mục đích đặt ra. Chúng ta đạt được nó phải bằng tất cả nỗ lực của mình, phải tu tập, phải chuyển hóa, phải vận động mới được. Phật muốn nhắm đến cái này này. Chúng ta muốn giải thoát, chúng ta muốn hết đau khổ, không chỉ cầu khấn xuống, phải thực tập lời Phật dạy, phải ứng dụng tu tập giới, định và khai triển trí tuệ, phải tu tất cả các phước lành, trợ duyên. Chứ không phải chỉ nói con cầu cho con giải thoát, đắc thành giải thoát, cầu cho con được vãng sinh. Nên cũng cái bài này, cũng cái bài này đấy, để chúng ta ứng dụng ngay vào cái việc trợ niệm. Đừng nghĩ rằng cả đời mình cứ sống ác rồi đến lúc chết một cái là có ban trợ niệm, đến trợ niệm tụng, niệm Phật dâm dâm lên thế là mình vãng sinh đâu. Ở đây Phật nói là cầu về thiên giới còn không được chứ đừng nói. Đừng nói về cõi Phật. Cho nên chúng ta phải thực tập thật sự, tu tập thật sự. Đấy, dần dần các Phật tử chúng ta sẽ thấy đối với Phật giáo là phải ứng dụng tu tập thật sự mới chuyển hóa thân tâm mình, chuyển hóa hoàn cảnh của mình, chuyển hóa cái y báo của mình. Nếu ở đây Thầy nói, nếu đại chúng chùa chúng ta không tu tập như thế này, các Phật tử không nhất tâm tu tập, không bao giờ mình có một cái y báo như cảnh chùa mình bây giờ. Mà ai đến người ta cũng khen là rất đẹp, rất hoan hỷ. Đấy, đại chúng thấy từ Tết đến giờ Phật tử về chùa mình nườm nượp. Họ rất hân hoan, họ rất thích. Vì ở đây chúng của mình có tu tập. Tăng ni Phật tử có tu tập thật sự. Đây là y nó chuyển đấy. Cái chính của mình nó chuyển cho nên y báo nó chuyển. Ngày xưa là cánh rừng hoang, wow, gò ghề rừng núi. Bây giờ chuyển thành một cảnh, Thầy không dám nói là gì, nhưng mà cũng là cảnh, cảnh thanh tịnh, cảnh an lạc. Đấy, thế có phải đúng là tâm chuyển, cảnh chuyển chưa? Đấy, đại chúng thấy rất rõ. Chùa mình là một cái minh chứng, một cái bằng chứng. Đó. Cho nên ấy, đấy, đạo Phật chúng ta chân thật là chỗ đó. Nó không viển vông, không huyền hoặc, không mê tín, mà chân thật, nguyện ước chân thật và thực hành chân thật, thưa đại chúng, như lời Phật dạy. Không ai có thể làm khác cái nhân quả ấy được. Phật tử có tu tập, thực tập lời Phật dạy chắc chắn sẽ được hưởng cái quả lợi ích. Thế còn nếu mà chỉ nói suông, không ứng dụng, không tu tập, quả ấy, quả lành không đến với mình đâu. Thưa đại chúng, cho hôm nay thì qua cái bài kinh về cầu nguyện, Đức Phật chỉ rõ cho chúng ta rồi. Nghe không? Chúng ta vẫn cứ cầu nguyện những điều tốt lành, sau đó chúng ta phải nỗ lực thực hiện nó bằng sự tu tập thật sự, thì Thầy tin rằng cái nguyện ước của mình nó sẽ thành tựu. Đấy. Thì hôm nay quý Thầy đến với đại chúng với cái bài nội dung bài kinh này, mong rằng đại chúng chúng ta, toàn thể tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng chúng ta sẽ đạt thành những cái sở nguyện, những cầu nguyện chân thiện của mình. Chúc cho đại chúng được như nguyện. A Di Đà Phật.